Thưa quý vị, trước thông tin tại Lào đang phát hiện các ca bệnh bại liệt và tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế vừa ra khuyến cáo người dân phải đưa trẻ em trong độ tuổi đến các cơ sở y tế để uống vaccine phòng bệnh bại liệt đầy đủ, đúng theo lịch tiêm chủng, đặc biệt là tại các tỉnh có nguy cơ cao. Theo đó, trên phạm vi toàn quốc, lịch uống vaccine phòng bệnh bại liệt thường xuyên đối với trẻ dưới 1 tuổi là liều thứ nhất khi trẻ 2 tháng tuổi, liều thứ hai khi trẻ 3 tháng tuổi và liều thứ ba khi trẻ 4 tháng tuổi. Bại liệt là bệnh lây từ người sang người qua đường tiêu hóa do nhiễm virus bại liệt chủ yếu có trong nguồn nước, thực phẩm ô nhiễm từ phân của người bệnh hoặc người lành mang virus bại liệt. Bệnh có thể tiến triển nặng, đau cơ dữ dội, cổ cứng, cứng lưng, liệt mềm, có thể xảy ra và dẫn tới tử vong. Di chứng liệt thường không hồi phục và gây tàn tạ suốt đời. Hiện có 6 bệnh nguy hiểm ở trẻ em, trong đó vaccine 5 trong 1 Quinvasem hiện phòng ngừa được 5 trong 6 bệnh trừ bại liệt. Vì vậy, nếu trẻ tiêm vaccine này thì sẽ bổ sung bằng liều vaccine uống để ngừa bại liệt.